đề phòng cơn giận tức giận nguy hiểm vô cùng những lúc giận dữ coi chừng gặp nguy phòng cơn giận né tránh đi chớ khơi thêm chuyện làm chi nhọc lòng phải biết kiềm chế đề phòng chủ động bình tĩnh để không nặng lời bỏ đi là sách tuyệt vời tìm nơi ngắm cảnh ngắm trời cho khuây thổ lộ là điều rất hay tìm người chi kỷ giải bày lòng ta quên đi một cách hay mà chẳng cần suy nghĩ cho qua khỏe người quà tặng sức khỏe để tâm hồn yên tĩnh chấp nhận số phận mình thích nghi với hoàn cảnh điều chỉnh hợp lý tình tránh bệnh năm điều dặn vui quá sẽ hại tim sợ quá sẽ hại thận tức quá sẽ hại gan buồn quá hại phổi bạn suy nghĩ quá hại tỳ để tâm hồn thanh thản xua tan điều đắng cay hãy tha thứ quên lãng những mắc mớ xưa nay tinh thần tư tưởng tình cảm ý chí tinh thần xin chớ xem thường giúp cho cơ thể kháng cường nhớ cho bởi vì tức giận buồn lo nảy sinh bệnh tật là do tinh thần độ lượng vui vẻ rất cần dù có bệnh tật dần dần bớt đi mưu mô độc kế làm gì những kẻ như thế mấy khi khỏe người ai ơi nên giữ nụ cười là thang thuốc quý cho đời mãi tươi tám thang thuốc quý dưỡng tâm nhân từ yêu quý mọi người vui làm từ thiện cho đời sống lâu chính khí thẳng thắn với nhau khoan dung phải trái trước sau có tình vui sao hiếu thuận gia đình chan hòa sởi lợi cho mình thêm vui thật thà người quý ai ơi sống không cần lợi thành thơi tấm lòng giữ tâm hồn mãi sáng trong tám thang thuốc quý dưỡng tâm giữ gìn trên đây là những bí quyết sống vui vẻ mạnh khỏe và trường thọ của người xưa được đúc kết qua những vần thơ dễ nhớ dễ thuộc cảm ơn bạn đã theo dõi video đăng ký kênh ủng hộ mình nhé